Kính thưa quý vị, chương trình Góc nhìn tôn giáo trở lại quý vị trên hệ thống Sài Gòn Network. Đề tài hôm nay chúng tôi nói về cái sự căng thẳng và áp lực trong đời sống về ba phương diện: tiền bạc, công ăn việc làm, tình cảm cũng như về sức khỏe. Trong phần 1, quý vị có nghe được quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo trình bày về kinh nghiệm cá nhân cũng như những kinh nghiệm mà quý vị đã gặp phải trên cái cuộc đời đi làm những công tác giáo sự. Và phần thứ hai thì với cái góc nhìn của mỗi tôn giáo, chúng tôi sẽ góp nhặt những cái ý kiến đó và để làm thế nào trong cái niềm tin tôn giáo để giúp cho chúng ta có thể dời bớt phần nào trong những cái áp lực trong đời sống về ba phương diện trên. Kính thưa quý vị, thì như phần đầu chúng ta đã phân tích, ai cũng không có thoát khỏi ba cái mặt trong đời sống đã gây cái áp lực nhiều cho mình. Thì cái phần 2 là vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, thì chúng ta có những cái kinh nghiệm cho chính cả bản thân mình cũng như ở chùa với nhà thờ, những người Phật tử, những người Kitô hữu, những người tín hữu của Tin Lành, thì xin quý vị có những cái đóng góp thế nào để giúp cho một cách thực tiễn, là thí dụ về cái phương diện mà một người tín hữu của mình bị khó khăn trong cái vấn đề tài chánh, hoặc bị khó khăn trong vấn đề về tình cảm gia đình, khó khăn trong công việc làm, thì hoặc là khó khăn về sức khỏe, thì chúng ta nên khuyên cái người mà tín hữu của mình nên thế nào? Dạ, kính mời mục sư Hồ Dực trước. Dạ, tôi cảm ơn cư sĩ Hồ Dực. Thì chúng ta khi mà cái trách nhiệm của chúng tôi là giới thiệu và giúp đỡ cho tất cả mọi người, và nhất là tín hữu, biết là họ làm sao để có thể có một đời sống bình an. Thì cái niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là con người không có thể tự lo cho mình được và phải nhờ kể đến Chúa. Còn nếu mà chúng ta tự lo cho mình được cả tất cả mọi phương diện, và kể cả vấn đề tội lỗi và có vấn đề tốt lành nữa, thì Chúa Giê-xu đã không đến trần gian này. Nhưng vì chúng ta đã sống ở trong rất là nhiều trở ngại về cái đời sống của mình, không có sự bình an, sống trong tội lỗi, đau khổ, và chúng ta khao khát được sự bình an, khao khát được có một cái gì đó chắc chắn, vững chắc cho mình. Thì vì vậy mà Chúa Giê-xu đã đến trần gian này. Nên chúng tôi là những người đã tin Chúa và kinh nghiệm được sự bình an của Chúa cho, kinh nghiệm được một cái đời sống có ý nghĩa trên trần gian này, và thấy được rằng tại sao Thượng Đế đã dựng nên mình và cho mình ở trần gian này. Vì vậy mà chúng tôi chia sẻ cái tin mừng đó cho mọi người. Tôi ví dụ như tôi có thể đọc Kinh Thánh để quý vị có thể thấy được cái phương diện mà những người mục sư hoặc là các tín hữu Tin Lành họ đã sống như thế nào, và họ tin ra sao, và liên quan đến đời sống của họ ra sao, những cái sự lo lắng của họ. Tôi đọc trong Kinh Thánh trong Matthew: vì thế Chúa phán với các con, đừng lo lắng cho cuộc sống, lo mình sẽ ăn gì uống gì, hay là thân thể mình sẽ mặc gì. Mạng sống chẳng quý hơn đồ ăn, và thân thể chẳng quý hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng tồn kho tích trữ, nhưng Cha các con ở trên trời vẫn nuôi chúng. Các con không quý hơn loài chim sao? Có ai trong các con nhờ lo lắng mà có thể thêm cho đời mình một khoảnh khắc nào không? Còn việc ăn mặc, sao các con lo lắng mà làm chi? Hãy xem hoa huệ ngoài đồng mọc thế nào, chúng không phải làm việc khổ nhọc, cũng chẳng kéo chỉ. Như ta phán bảo các con, dầu vua Salomon sang trọng đến đâu cũng không thể mặc đẹp bằng một trong các hoa huệ kia. Một loài hoa dại ngoài đồng nay còn, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời mặc cho chúng như thế, còn các con không quý hơn để Ngài chu cấp quần áo cho sao? Hỡi những kẻ ít đức tin, vậy đừng lo lắng mà hỏi rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hay là mặc gì, vì tất cả những điều này người ngoại vẫn tìm kiếm, và Cha các con trên trời biết các con cần tất cả những điều ấy. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ thêm cho các con mọi điều ấy nữa. Thế thì đừng lo sợ vào ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai, nỗi lao phiền trong ngày nào đủ quá rồi. Dạ thưa mục sư, mà nếu như vậy thì mình đi vô cái thực tế đó, là thí dụ cái tiền mortgage sắp tới mình không đủ trả, hoặc cái xe mình không trả được, không đủ trả sắp tới, rồi nhà thiếu gạo, hoặc là mình làm sao để trả tiền học cho các con, thì nếu như vậy thì ngoài cái niềm tin đó ra thì mình còn phải làm cái gì thực tế hơn để có thể đáp ứng được cái phần dạ, đó. Đối với tôi thì đối với cái kinh nghiệm của tôi là tôi đã giúp đỡ nhiều người, ví dụ như nhất là những người Việt Nam mới qua chân ước chân ráo đến Hoa Kỳ đó. Thì tôi đã gặp một trường hợp, một cái chị đó
chị đã qua đây và vì lý do nào đó thì gia đình tan vỡ, thì chị phải đem hai đứa con nhỏ của chị, một đứa thì bị tật nguyền, một đứa thì khỏe mạnh, nhưng mà đến đây, đến thành phố này, và chị đau nặng lắm. Và khi trong chị, trong khi cơn chị đau nặng đó, chị thoi thóp, thì chị được biết tôi và chị chạy đến nhà thờ để tôi xin tôi giúp, và chị chưa bao giờ biết Chúa như thế nào hết. Thì tôi đã chia sẻ với chị về tình yêu thương của Thượng Đế và những sự lo lắng này, và tôi khuyên chị hãy tin nhận Chúa và hãy cầu nguyện với Chúa. Thì sau đó thì chị, tôi cầu nguyện cho Chúa để cho Chúa ban cho chị sự bình an. Và sau khi tin Chúa rồi đó thì chị được, sức khỏe của chị được thay đổi, chị được hầu như là lành bệnh, rồi chị được kiếm được công việc, và đứa con trai chị cũng đi kiếm được công việc sau đó. Và hoàn toàn bây giờ thì chị đã vững vàng trong đức tin, có đời sống công việc làm, và đời sống của chị rất là, chị còn được bảo trợ thêm các con của chị qua sau này nữa. Thì đây là một trong những cái điều kiện. Tôi ví dụ như trường hợp tôi gặp một bà mẹ, bà hỏi tôi có hai cậu con, tôi xin hỏi mục sư có thể giúp con tôi được không? Tôi hỏi bà cần gì? Nó con tôi biết là bây giờ tôi ở cái một cái tiểu bang khác qua, con tôi nó hai đứa đều nghiện ma túy hết. Và tôi biết nó, nếu mà tôi để tiếp tục ở cái nơi đó, nó tiếp tục nó dùng ma túy nữa. Nhưng mà tôi về đây tôi thấy nó cũng có thể tiếp tục dùng nữa, thì xin ông mục sư có cái cách gì để giúp con tôi không? Thì thật sự ra nếu mà nói về cái phương diện mà cái khả năng hay phương tiện gì đó để chúng ta có thể giúp những cái em đó, thì thật sự ra rất là khó, tại vì nó đây sớm này tự do lắm. Và thuốc thì mặc dù người ta cấm, nhưng nó bán, nó có thể mua, nó bán, nó hút rất, mà nó sử dụng rất là dễ dàng thôi. Nhưng mà chúng tôi đã cầu nguyện cho các em, và chúng tôi đã chia sẻ về Chúa cho mẹ nó. Và kính quyền năng của Đức Chúa Trời có thể giải cứu được những người như vậy. Cảm ơn mục sư. Thưa Hòa Thượng, thì trong những cái nghi lễ, lời kinh rồi niềm tin đó, thì người Phật tử mình có thể giải quyết được những cái vấn đề áp lực của đời sống về tài chánh, bill bổng sắp tới, rồi tình cảm trong gia đình bị sức mẻ, rồi những công việc áp lực của hãng xưởng, supervisor, rồi mấy người đồng nghiệp của mình gây khó khăn này nọ, hoặc là sức khỏe không, thưa Hòa Thượng? Chắc chắn khi cái người, chúng ta có hai giới, một cái giới người sống có gia đình bình thường như mọi người, trong Phật giáo gọi là giới cư sĩ tại gia, một cái giới nữa là giới tăng lữ xuất gia làm tăng làm ni. Và cái giới làm tăng làm ni thì đời sống, cái nhu cầu nó rất là ít. Cái nhu cầu có thể nói là đủ để sống và để thực hành cái đức tin của mình. Do đó cái người mà sống ít nhu cầu thì đời sống nó ít áp lực, mà càng có nhu cầu nhiều thì càng áp lực nhiều. Và cái một người có gia đình, có vợ hay có chồng, có cha làm cha mẹ thì có con cái vân vân, nhất là gia đình còn đơn sơ, thì cái áp lực nó càng nhiều. Và thực tế thì nó có áp lực, nhưng mà nó cũng kèm thêm cái nữa là cái trình độ đời sống đức tin, hiểu biết của cái người đó, nó làm lên cái sự khác biệt gia đình này với gia đình khác. Có người họ làm lương ít nhưng đời sống gia đình họ hạnh phúc, họ cảm thấy đủ. Có người họ làm lương nhiều nhưng mà họ cảm thấy lúc nào cũng thiếu thốn. Do đó cái khái niệm về đời sống tinh thần nó rất là quan trọng. Thì trong cái ngôn ngữ của nhà Phật, nó có mỗi người chúng ta nó có 5 cái khả năng, 5 cái quan năng hay 5 cái căn phần, đó là tín, tấn, niệm, định và tuệ. Tín là khả năng để đức tin trao gửi về một cái giá trị nào đó. Tấn là cái sự siêng năng tích cực, và niệm tức là ghi nhớ, định tức là thanh thản, và tuệ tức là sáng suốt. Thì năm quan năng đó, các ngài ngồi đây cũng như tất cả mọi người đang lắng nghe chúng ta, mỗi người đều có cái giá trị của năm quan năng đó. Mà nếu mà mình phát triển niềm tin mình có, sự siêng năng mình có, biết mình, cái gọi là ghi nhận cái hiện, tức là sống ở đây và bây giờ, cái tâm của mình nó ghi nhận biết, thấy biết, và cái thanh thản nội tâm và cái trí tuệ sáng suốt. Cái trí tuệ sáng suốt trong đạo Phật nó rất là quan trọng, tức là thấy được cái vận hành của định luật nhân và quả, phước và tội, nghĩa là mình có làm thì có hưởng, mà không làm thì mình thiếu thốn, như vậy thì mình phải tích cực. Do đó cái khái niệm của lời dạy của Đức Phật nó giúp cho con người ta, những người tin Phật chẳng phải chỉ có tin không thôi, nhưng mà cái tin cũng chỉ là bước đầu để đến với Đức Phật thôi. Còn cái sự tích cực sau đó, tức là siêng năng tích cực, nhớ biết, định tâm và phải sáng suốt, thì tất cả những cái đó đều là cái làm nên cái giá trị con người, chứ không phải vật chất. Dù nghèo, có những người nghèo nhưng họ sống có hạnh phúc,
Nhưng mà ngược lại có những người giàu có mà sống không có hạnh phúc, vì năm cái quan năng đó họ không có tô bồi, họ không phát triển, cho nên cái khổ đau thiếu thốn và đời sống đè nặng gánh nặng. Họ có vợ thì họ khổ vì vợ, có chồng họ khổ vì chồng, có con cái họ khổ vì con cái, có công danh sự nghiệp họ khổ vì công danh sự nghiệp. Thật ra cái khái niệm của đạo Phật phải nói là tại vì cuộc đời khổ và Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách để vượt qua cái khổ. Dạ, cảm ơn anh Hòa Thượng. Thì như cái nhận xét của Hòa Thượng thì chúng ta thấy rằng là mình phải làm sao đó nhận thấy phân biệt giữa cái cần và cái muốn. Là mình cần cái gì và mình muốn cái gì. Nhiều khi cái cần là cái đủ nhưng mà cái muốn nó hơn. Thành ra cái mình phải trong những cái trường hợp mà bị áp lực và bây giờ bị những cái căng thẳng gì thì mình phải thay đổi cách sống và cách suy nghĩ, và đồng thời cũng như là mình có thể tập thể dục rồi đi hành thiền, hoặc là mình tạo những cái gì về nó thư giãn về cơ thể, thì giữa tinh thần với lại thể chất nó sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Và xin mời Linh Mục có những cái kinh nghiệm về thực tế hơn, làm sao để mà giải quyết những cái vấn đề mà lúc mình bị căng thẳng. Thí dụ như về mà tập thể dục chẳng hạn, hoặc là mình thư giãn bằng cách đọc sách hay coi báo, nghe nhạc, hoặc là mình đi du lịch chẳng hạn, thì Linh Mục từ chỗ đó mình mới tìm ra được cái bình tâm được, thì mình tìm được một cái đáp số. Thí dụ nếu mà trong nhà thương một người đang vừa mới bị mổ chân xong hay là mổ đầu gối xong, mà chúng tôi nói là họ tập thể dục chắc họ cũng nhem nhỏ ở chiều chiều đua đâu. Hình như tôi bắt họ, tôi hình như là họ cũng bắt bị bắt tập đó, cũng phải bắt tập thể dục nhưng mà họ cũng nhăn nhó lắm. Mỗi khi Chúa Giêsu trao giảng, có đoạn Chúa Giêsu nói là Chúa Giêsu chạnh lòng thương xót khi thấy dân chúng bơ vơ tất tử, rồi ngài có nói cái câu rằng là hãy đến với ta và những ai gánh nặng gánh, và hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và ta sẽ ban bổ sức cho các ngươi. Là học từ nơi Chúa Giêsu cái sự mà yêu thương, quan tâm, bổ sức từ nơi Chúa. Trong nhà thương mỗi khi chúng tôi gặp gỡ bệnh nhân họ khó khăn, mà cái điều quan trọng là giúp cho họ nhận ra rằng là giữa cái sự mà khó khăn như vậy là họ không phải là vô vọng, nhưng mà từ họ có thể làm được những điều khác mà người khác không làm được. Thí dụ nhiều khi chúng tôi nhắc nhở rằng là trên giường bệnh mình cầu nguyện cho người khác cũng là sự mà tích cực mình làm được cho người khác, mặc dù giữa cái hoàn cảnh khó khăn xảy ra cho họ lúc đó. Riêng với chúng tôi, mỗi khi mà nói chuyện xong với họ, chúng tôi tìm cách khuyến khích họ là nhận thức được cái sự mà hiện diện của Chúa trong cuộc sống của họ ngay lúc đó, để mà tìm sự bình an, biết rằng là có người đang đi cạnh mình, có người đang nâng đỡ bổ sức, để rồi họ không cảm thấy cô đơn lẻ loi. Không những vậy là cũng nhắc nhở cho họ biết rằng là cũng có những người thân khác đi cạnh họ, giúp đỡ họ. Điều đầu tiên chúng tôi làm cho họ trước khi mà cầu nguyện cho họ, thường chúng tôi hay khuyến khích họ rằng là hãy để ý đến hơi thở của mình, hãy cố gắng nhận một hơi thật sâu vào trong người. Khi họ nhận hơi thở vào, họ hãy nghĩ đến họ đang nhận vào tình yêu thương của Chúa dành cho họ, đang nhận vào tình yêu thương của Chúa Giêsu, của những người thân trong gia đình. Rồi khi họ nếu mà thở ra, hãy cố gắng đẩy đi những điều đang làm cho mình bận tâm, lo lắng nếu có, để sự mà bình an của Chúa luôn ở với họ. Và chúng tôi cầu nguyện cho họ, bắt đầu cầu nguyện trong lúc đó, để họ có thể rằng là nhận thức là mình không cô đơn lẻ loi, nhưng mà biết bao nhiêu cái sự mà nặng gánh, ít ra là trong lúc đó tìm sự bình an của Chúa trong lòng, bình an của sự mà nâng đỡ của người chung quanh, bổ sức cho họ. Đó là một vài cái điều mà cụ thể chúng tôi gặp gỡ bệnh nhân, chúng tôi làm được điều đó. Dạ, thưa, trong cái sự bình an đó thì chúng ta thấy rằng khi mà nó rối lên rồi, chúng ta khó có giải quyết được những vấn đề của bài toán đó. Thành ra khi tìm được sự bình an, ví dụ như về tài chánh chẳng hạn, thì mình coi khi mình ngồi xuống rồi mình thấy là những cái giải quyết cái chuyện nào cần thiết nhất, là những cần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thí dụ bây giờ cái tiền bạc nó đang thiếu kém thì bây giờ mình cắt
thí dụ cắt về cái sử dụng đèn nhiều, cắt về sử dụng máy lạnh, rồi cắt về đi chợ, không thôi là cắt về tiền xăng, thay vì mình đi những cái chỗ này chỗ kia đó, hồi trước rồi mình dư giả thì mình cứ chạy lông bông nhiều, bây giờ thí dụ mình khó khăn rồi đó thì mình chọn một con đường, mình đi từ cái một, cái hai, thứ ba, thì đó là những cái thực tế mà chỉ có được là khi mình tìm được cái sự bình an. Khi mình bình an rồi mình mới giải quyết được, mình đồng thời có sự tha thứ. Và đồng thời thứ hai, tôi thấy hồi nãy Mục nói đó là mình phải cố gắng làm sao có sự lạc quan, bình an và lạc quan, chứ bình an mà mình không có bình an, mình cứ tiêu cực đó, rồi mình gặp những người kia khác nói những cái tiêu cực không, đó là không có giải quyết được vấn đề, nó rối. Dạ, xin mời cứ sử dụng hình như là ông chưa có nói gì về phần ông hết về vấn đề có nhưng đã, mà tôi đã, dạ, nhưng mà tôi đang tôi, nói tôi đó, thì dạ. Thế chúng ta có một phương cách thì chúng ta thấy là chúng ta Mỹ, ở nước Mỹ này đó là mình không thiếu phương cách đâu. Tất cả những cái người học thức và đã được huấn luyện trong trường học và họ đã nhìn làm đủ mọi cách để cho nước Mỹ này văn hóa gì đó văn minh, kinh tế được dồi dào, tiền bạc mọi người được, mà bây giờ mình thất bại hết. Tôi thấy rằng vấn đề của chúng ta đó, đối với cái nhìn của người tin Chúa đó, là chúng ta do Thượng Đế dựng nên, nhớ vậy. Và khi mà bây giờ chúng ta được Thượng Đế dựng nên và Thượng Đế có chương trình để lo cho mình, chu cấp đầy đủ cho mình, bây giờ mình chỉ biết có một cái mối liên hệ với Thượng Đế thì mình chắc chắn được bình an. Và khi mà mình được bình an rồi, mình có thể thấy được cái sự hướng dẫn của Thượng Đế để mình sống như thế nào mà nó có ý nghĩa, mà nó không còn lo lắng nữa. Thì đây là cái vấn đề chính của chúng ta, là chúng ta cần phải sống như vậy. Tại vì Thượng Đế nói là đừng có lo, nhưng mà hãy để tìm kiếm sự công bằng của Thượng Đế. Chúng ta nước Mỹ này giàu có, nhưng mà tại sao họ thiếu vậy? Mà tại sao mà chúng ta phải lo lắng quá chừng vậy, khi chúng ta đầy đủ hết mọi thứ? Và chúng ta một cái nhà, hai cái nhà, ba cái nhà là tại vì vấn đề là chúng ta thiếu, trong lòng chúng ta thiếu một cái gì đó, mà chúng ta lấy không thấy được cái giá trị, mà mình lấy những cái vật chất nó thế vào. Cho nên con người cần phải có Thượng Đế. Khi con người có Thượng Đế rồi, họ thấy là có một cái nhà là đủ rồi. Và họ có thể có một cái nồi cơm và một cái chén cơm, một cái đồ ăn như vậy, họ có thể chia sẻ cho nhiều người khác, họ không cần phải dự trữ thêm nữa. Một người không thể, ví dụ có Thượng Đế, họ không thấy là ồ tôi phải coi là tỷ phú, cả một tỷ đô la tôi mới thấy đủ. Nhưng mà họ nói, được rồi, tôi ăn hôm nay đủ rồi, tôi có thể chia sẻ. Thì vấn đề như là chúng ta vừa bàn, như Hòa Thượng Huyền Việt mới nói đó, nếu mà người Phi Châu họ qua đây hết thì Hội Thánh Tin Lành có thể cho họ ăn không? Tôi nói tới vấn đề không phải là vậy, mà vấn đề là chúng ta có thể chia sẻ cho người đói đó được không? Dư sức, mình không chia. Vấn đề là vì chúng ta lo cho mình quá mà chúng ta không chia. Nhưng vấn đề của Hội Thánh chúng tôi là dạy cho con người biết rằng mình hãy tin cậy Thượng Đế, mình hãy làm sống điều công chính và hãy chia sẻ với mọi người tất cả những gì mà chúng ta có thể giúp đỡ họ được. Và Thượng Đế sẽ làm việc đó, của Thượng Đế là Ngài sẽ chứng tỏ cho họ, tìm những người đó họ sẽ biết Thượng Đế, và họ có Thượng Đế sẽ được bình an. Và cái sự chia sẻ đó là do chính Thượng Đế sẽ giúp cho con người thấy được sự công bằng. Hãy tìm kiếm sự công bằng của Ngài, có nghĩa là chúng ta hãy công bằng, đừng có tìm kiếm cho mình nhiều quá. Mình thâu vén cho mình nhiều quá thì nhiều khác người khác sẽ thiếu. Mình ăn dư dật quá mà mình còn cất lại để dành, trong khi những người đó thiếu, mình không có cái đó, cái công bằng đó không phải của mình. Trong vấn đề mà có nhiều người nói voi trời xanh, voi xanh cỏ, nhưng mà voi nhiều cỏ ít nên mình đói. Thật sự ra nếu mà chúng ta nghiên cứu về lương thực của thế giới, lương thực của thế giới dư sức cho hàng tỷ người ăn, 8-9 tỷ người ăn không có sao hết. Nhưng mà người ta rất là nhiều người đói là tại vì người ta đã bất công. Nhiều người ta bán gạo hay bán bánh mì cao giá và người ta không mua được, thay vì có thể phân phát không cho mọi người đói. Người ta không làm vậy. Vấn đề là con người gian tham, con người không theo sự công bằng của Thượng Đế. Bây giờ nếu mà chúng ta nói về Thượng Đế, chúng ta nói về cho con người biết về Thượng Đế, thì họ sẽ chia sẻ công bằng, thì chúng ta không có cái vấn đề nạn đói nữa. Mọi người đều có thể có đầy đủ lương thực để ăn. Vấn đề thưa mục sư, thì thưa quý vị đó, thì thật ra trong cái cuộc sống của mình đó, mình cố gắng thế nào tạo sự quân bình. Cái nhìn bên Phật giáo Hòa Hảo là tại qua cái tứ ân đó, thành ra tạo cái sự quân bình, cái sự hỗ tương giữa người với người thành rất là quan trọng. Thì chính vì cái đó mà trong cái sự quân bình đó thì mình biết cách sống và chấp nhận cái cách sống. Thành ra ở bên Phật giáo Hòa Hảo nó không có những cái chùa to, không có những cái cơ sở lớn nhưng mà lòng lớn, không có những cái bước mà cất những cái cơ sở đồ sộ như nhiều, nhưng mà coi cả thế gian như là một cái nhà chung. Thì chính như vậy đó mà cái nhìn của bên người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đơn giản,
mà đơn giản trong cái lớn mà lòng nhỏ nhưng mà mang cả một cái đạo cả cao, thì đó là một cái nhìn. Và chính vì vậy mà trong cái sự áp lực đời sống hoặc là những cái sự căng thẳng đó, thì cái người ở nông miền Tây Phật giáo ít có bị những cái căng thẳng lắm. Thành ra khi mà quý vị mà về xuống miền Tây, cái vùng Phật giáo Hòa Hảo là thoải mái. Thứ nhất, ví dụ giờ thức ăn chẳng hạn, khi về lợi tới nhà rồi thì chân tình ở nhà, thí dụ có một cái hũ gạo hoặc con gà cũng đem ra mời khách tới một cách chân tình. Dạ, thành ra tại sao chân tình được là tại vì biết cách sống và quân bình trong cuộc sống. Thành ra chính như vậy nó sẽ giúp cho mình vượt qua khỏi những cái gánh nặng của đời sống, nó làm cho mình thư giãn hơn. Dạ. Đó là cách sống mà tôi vừa trình bày. Dạ. Dạ. Theo lời Chúa. Xin mời Hòa Thượng. Dạ. Thật sự ra cái cuộc sống của chúng ta, mỗi người có mặt trên cuộc đời này là phải nói là để sống còn mà tính cách an nhiên tự tại, hạnh phúc, không có tránh khỏi những cái sự đè nặng, gánh nặng, lao tâm lao lực v.v. phải nói là gần như chúng ta phải nhìn qua ngó lại và học hỏi. Và đặc biệt luôn luôn lúc nào tôi cũng nghĩ rằng tất cả con người của mình có tôn giáo, mình trở về tôi, tôn giáo luôn luôn có câu trả lời cho những tất cả những vấn đề vấn nạn của đời sống. Bởi vì bên phía Phật giáo thật sự ra thì nó có đầy đủ hết, nhưng mà hỏi ai đến học đạo, ai đến học đạo và họ có học, họ có để tâm không, và để tâm về họ có thực hành không, thì cái vấn đề chỗ là tôi vẫn lạc quan vô cùng. Tôi lạc quan, mục sư có cái cách giải quyết của mục sư, linh mục có cách giải quyết của linh mục, cư sĩ mà anh dùng Phật giáo Hòa Hảo có cách, và Phật giáo nói chung có cái cách đó. Chúng ta trở về lại thì tôi nghĩ rằng sẽ giải quyết vấn đề ở chỗ là vấn đề về cái mình vô đầu là vấn đề về tài chánh, vấn đề về tình cảm, vấn đề về sức khỏe. Yeah. Tại vì tất cả những cái chuyện đó đều bắt nguồn từ cái tâm của con người, như cư sĩ Nguyễn Dũng mới nói là quân bình. Tức là cái gì nó quân bình á, thì nó rất ổn cố, mà nó không quân bình á, thì tự nhiên nó nghiêng, mà nghiêng rồi ngã đổ v.v. Cho nên cái quân bình nó rất là quan trọng. Thì cái quân bình chúng ta trở lại là phải cố gắng, phải hiểu biết. Và nếu mà mình mà không lo cho mình mà để cho hội thánh lo hết, thì cái chuyện đó, nếu mỗi người như vậy thì thật sự chỉ có sống trong đức tin thì mới có cái suy nghĩ như vậy thôi. Mà người ta không sống trong đức tin thì người ta luôn luôn tìm tôi đói thì cho tôi ăn, tôi lạnh thì cho tôi mặc, tôi đau thì cho tôi uống thuốc, tôi cần nằm xuống chỗ ngủ thì phải có chỗ ngủ, không? Cái nhu cầu đó không ai có thể thỏa mãn cho chúng ta được nếu mà mỗi người không tự lo. Nếu có tự lo thì rồi mình sẽ giúp cho người khác có được thêm cái phần đóng góp của mình lo cho người khác. Cho nên phải nói rằng về phương diện về tài chánh cũng từ cái hiểu biết của mình, cái sự nỗ lực của mình. Mình có làm thì mới có ăn, mà mình không làm sao có ăn được. Mà không phải đời sống chỉ có làm để có ăn thôi, mà làm để có thể giúp đỡ cho người khác nữa, và hy sinh giúp đỡ cho những kẻ đói cơm khát nước nữa. Và vấn đề tình cảm cũng vậy, đâu có cần thiết là phải ai phải thương, phải lo cho mình tự lo của mình. Như câu nói thì tôi không biết là tôi cũng nói là mình hãy lo cho mình trước rồi Thượng Đế lo cho mình sau. Thì cái Thượng Đế đó mình có thể hiểu nhiều cách. Bên Phật thì họ cứ coi đó là cái phước của mình sẽ lo cho mình. Bên tin Chúa thì chúng ta nói Thượng Đế, Chúa sẽ lo, v.v. Nói tóm lại, đời sống, cái sự siêng năng tích cực của mình bao giờ cũng có kết quả. Còn lười biếng, nhát nhớn và bi quan yếm thế thì bao giờ cũng không có chuyện gì, cái kết quả tốt đẹp ngày mai mà trông chờ mình hết. Cho nên tôi vẫn lạc quan về những người có tôn giáo. Và những người có tôn giáo không phải là chỉ để nói là tôi là Phật tử, tôi là Kitô hữu, chỉ nói không. Mà phải đầu sâu cái giáo lý để tìm ra cái câu trả lời cho những vấn nạn của đời sống. Dạ, cảm ơn Hòa Thượng. Kính thưa quý vị, đề tài hôm nay tất cả quý vị lãnh đạo tinh thần tốt tôn giáo đang phân tích và nói lên những cái gánh nặng mà tất cả chúng ta đều gặp phải là về tài chánh, về tình cảm, về sức khỏe. Và chúng ta đang đối diện cuộc sống hàng ngày, và quý vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo cũng đưa ra những cái kinh nghiệm cá nhân và đồng thời những cái cách giải quyết mà đi tìm trong cái niềm tin của tôn giáo có được sự an bình, và trong sự an bình đó để chúng ta có một cái suy nghĩ mới và cách sống mới, một sự quân bình trong cuộc sống và tìm thấy thế nào đủ là đủ, và chúng ta có cái thái độ lạc quan. Và trong cái sự lạc quan đó là phải tích cực là chính mình, và trong cái sự tích cực đó là khi chính mình xong và cộng thêm được cái niềm tin của ơn trên thì sẽ giúp cho chúng ta cả hai phương diện tinh thần cũng như vật chất.
Dạ, kính thưa quý vị, chương trình hội thoại góc nhìn của tôn giáo sẽ trở lại trong cái kỳ tới với một cái đề tài là sẽ nói về sự cô đơn trong đời sống của chúng ta. Và chương trình hôm nay cũng như thường lệ sẽ có phần cầu nguyện. Kính mời Mục sư Hồ Việt, đại diện của trong nhóm, và gửi lời cầu nguyện chung. Dạ, kính mời Mục sư. Kính lạy Thượng Đế là đấng đã tạo dựng vũ trụ này và loài người chúng con. Tối hôm nay, buổi thảo luận này của chúng con nói lên loài người chúng con cần sự bình an và hiểu biết được chúng con đã được nuôi nấng từ Thượng Đế để có thể nhìn biết được Ngài và đến với Ngài, để mọi người đều có thể nhìn biết được chính Chúa là đấng ban cho loài người chúng con mọi sự nuôi nấng chúng con và trên đất này cũng như cõi đời đời. Cầu xin Chúa ban ơn cho những người nghe chương trình này, xem chương trình này, họ đều có thể hiểu biết được Chúa và sớm tìm biết được Ngài và trở về cùng Ngài để có sự bình an và được có một đời sống thịnh vượng, sung túc do từ cái sự nương cậy nơi Chúa mà họ nhận được. Con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.